Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Tiên Sa Lê Luyến, Chuyện Bất Ngờ Đầu Năm. Tặng bạn Sảo, tưởng nhớ Hương Hồng em Sơn. Cứ tưởng ra tù về với gia đình là thoát cơn bị cực, được thong thả làm lại từ đầu. Thế mà mọi cái đều ngược lại. Đời sống xem ra chẳng mấy dễ dàng, nhẹ nhàng hơn cảnh tù, cũng trong trên. Tất tả và khó khăn vô ngần. Thì ra sống trong xã hội mới, đau khổ không chỉ dành riêng cho người tù chính trị, mà ngay cả bàn dân thiên hạ cũng bị áp chế, bất công. Nỗi bức bối tinh thần, vật chất, cứ đau đớn bên lòng khi nhìn cảnh vợ con thiếu thốn, cực khổ trăm bề. Thương người đàn bà nửa đời thanh xuân lận đận, thương đám con nheo nhóc đói ăn thiếu mặc. Do vậy, không đợi đến lúc bàn tay lọc hết lớp da chai sạn, bàn chân chưa kịp lành những vết nứt nẻ của năm tháng lao tù khổ sai, tôi bắt ngay vào công việc kiếm sống cho gia đình sáu miệng ăn. Một ngày, mưa tầm tã, cùng với mấy người bạn đồng cảnh nghèo khổ, gò lưng kéo hai chiếc xe ba gác vận chuyển đống cốt sẻn, mấy tời, ba lăng, khung bệ, dây cáp trồng rọc, tất cả đều bằng sắt nặng trình trịch. Cộng thêm đóng xong nồi, chén bát, bàn ghế và các thứ đồ vật lỉnh kỉnh của hợp tác xã san lấp mặt bằng, di chuyển qua khu vực nghĩa địa quận 3 để dọn bãi san ủi đất, chuẩn bị cho kế hoạch xây khách sạn, nhà mát. Đến nơi khi vừa làm xong mọi việc, tình cờ tôi gặp một người bạn học đã xa cách nhiều năm, hiện đang hợp đồng lái xe san ủi mặt bằng ở đây. Hai đứa chui vào cabin đục mưa, chuyện trò hàn huyên. Biết được hoàn cảnh tôi mới ra tù, đang thất nghiệp, làm thợ đụng, người bạn thở dài nói, hey, không ngờ đời bạn lại lâm vào cảnh khổ đến vậy. Thôi, để mình hỏi mấy chỗ quen, tìm việc cho bạn. Thời gian trôi qua, cứ tưởng chỉ là lời hứa suông. Bất ngờ một buổi chiều, bạn tìm đến nhà chở tôi đi gặp người em trai làm kế toán trưởng cho công ty quản lý cây xanh thành phố mới thành lập. Vì là mới, nên công ty muốn trình làng bằng cách năm nay sẽ đứng ra tổ chức hội xuân có các trò chơi, ăn uống, giải trí và bán hàng hoa kiển. Họ đang cần người chăm nom trông coi các loại bông hoa cây cảnh trong suốt thời gian triển lãm trước và sau ngày Tết 15 hôm. Vì phải túc trực ngày đêm 24/24, nên tem phiếu lương tiền được tính trọn cho một tháng. Chú em bảo, anh cố gắng làm thử, tuy có mất nhiều thời gian nhưng bù lại công việc nhàn hạ, không nặng nhọc và chỉ làm trong 15 hôm thôi. Ra Tết, lúc công ty có kế hoạch tân tuyển nhân viên thì anh sẽ là người ưu tiên một. Như kẻ khác gặp nước, tôi gật đầu cảm ơn. Công ty nằm trong khu kiến trúc của công viên 3 tháng 2 rộng mấy chục mẫu Tây, chung quanh được bao bọc bằng tường xây, bên trong bao gồm vườn hoa, sân quần vợt, hồ nuôi cá, hồ trồng sen, bơi thuyền, một nhà hàng thủy tạ lớn và một hội trường rộng thênh thang, có sức chứa hàng ngàn người, dùng để cho thuê hội họp. Khu vực trạm bảo vệ và văn phòng điều hành công ty nằm cách cổng chính khoảng 50 mét. Ngày 20 Tết, tôi đến nhận việc. Khu vực mặt bằng dành cho cây cảnh rộng khoảng vài trăm mét vuông, nằm kế bên khu bán bông hoa gần cổng chính, để tiện cho khách hàng mua hoa, mua cây dễ dàng vận chuyển. Theo cung đường vòng của xe hơi, xe máy, song song với lối nhỏ của bộ hành, bên trong được chia thành nhiều khu riêng biệt. Khu trò chơi gồm chọi banh, ném vòng, bắn cung, bắn súng hơi. Khu trẻ em gồm phi ngựa gỗ, đi cầu trượt, lái xe điện, trò chơi nước. Khu cờ bạc có lô tô, bài chòi. Khu xiếc, ảo thuật, mô tô bay. Khu mua sắm các loại mứt, bánh kẹo, hạt dưa, củ kiệu, dưa món, tôm khô, bánh chưng, bánh tét. Mỗi chân thì mua vé đi thuyền vòng quanh hồ và cuối cùng là khu dành riêng bán nhiều loại thức ăn và giải khát. Có chỗ cho thuê ghế bố nằm nghỉ mệt. Tôi bắt tay ngay vào việc quét dọn vệ sinh sạch sẽ phạm vi trách nhiệm, chuẩn bị cho ngày mai. Ngày kế, các loại bông hoa, cây kiểng trồng trong những chậu xi măng, gốm, sứ, lớn nhỏ,
được vận chuyển tấp nập đến bằng đủ loại các phương tiện, xe kéo hai bánh, xe lăn ba bánh, xe gắn máy, xe vận tải bốn bánh. Kế đó, nhân viên công ty phân loại mai, lan, cúc, trúc, sắp xếp trên từng chủng loại. Tôi thì muôn màu, muôn sắc, hương thơm ngạt ngào, đẹp đẽ vô ngần. Đúng như câu thơ Xuân đến trăm hoa nở của thiền sư Mãn Giác. Sau mấy ngày bận rộn chuẩn bị, 3 giờ chiều 25 Tết, Hội Xuân được chính thức khai mạc với sự tham dự của các thành phần lãnh đạo cốt cán, đứng đầu các cơ quan trọng yếu trong tỉnh, thành, quận và đông đảo dân chúng đi ngoạn xuân. Màn trình diễn ra mắt đặt nặng về phần giới thiệu một công ty mới trẻ, quản lý cây xanh nhiều hơn là chú trọng đến ngày xuân truyền thống. Do vậy tôi được thông thả tự do, làm nhiệm vụ phân công theo ý thức tự chủ mà không có ai kiểm tra theo dõi. Hàng ngày lanh quanh bên các loại bông hoa cây cảnh, tiếp xúc với nhiều chủ nhân trồng trọt lâu năm kinh nghiệm, được nghe lời họ giới thiệu, giải thích với khách thưởng ngoạn mua cây, tôi cũng thấy thích thú và học hỏi được nhiều điều. Cúc thì có cúc đại đóa, trắng vàng. Mai thì nhiều loại từ mai vàng, mai tứ thời, thanh mai, trúc mai, tuyết mai. Cả mấy chậu mai trắng bé nhỏ ẻo lả vừa nở hoa. Trúc thì có trúc chỉ, trúc đào, trúc quân tử, trúc đùi gà, trúc bạch, trúc diệp, trúc hóa long, trúc phật bà, thiên tuế. Nhiều nhất là lan, hàng trăm giò lan treo lủng lẳng trên vàng. Hình thể, màu sắc, cành lá và cả hương thơm cũng khác nhau. Phong lan, địa lan, lan bạch hạt, lan phượng, lan bướm, lan cẩm báo, lan hạt đính, lan hoàng thảo, hắc mao, hoàng thảo kim điệp, hoàng thảo nhất điểm hồng, hoàng thảo hương duyên, lan huỳnh hoàng, lan thanh ngọc, lan bích ngọc, lan kiếm, lan long nhãn. Nhưng thích nhất vẫn là những chậu cây kiển uốn nắn công phu theo nhiều dáng, nhiều thể khác nhau, mà lần đầu tôi được nghe nói. Mỗi dáng, mỗi thế đều có tên gọi riêng lôi cuốn, mà tôi đã có đôi lần nghe chủ nhân giới thiệu rất hấp dẫn với khách thưởng hoa. Nào là dáng trực, thân thẳng vuông góc với đất, ẩn dụ thế hiên ngang, bất khuất, dáng siêu nghiêng, cây nằm nghiêng, mềm mại, dịu dàng, dáng hoành, thân cây nằm ngang một phía trên gần miệng chậu. Đưa dáng này vào cây cảnh, người xưa muốn ca ngợi những con người đầy ý chí, nghị lực, vượt lên trên tất cả mọi bất hạnh thử thách, sống thật ngoan cường. Dáng huyền gốc ở trong chậu nhân thân thì trường ra khỏi mép chậu, đổ xuống đáy, tưởng tượng như một dòng thác đổ xuống đáy, rồi ngọn lại sừng sững công dần vươn lên cao, rất can trường dẻo dai, nhưng cũng vô cùng ngoạn mục ảo lả. Giống như những người khách đứng tuổi có nhiều đam mê cây cảnh, hoặc những tài phú giàu có, những cán bộ nhiều tiền lắm quyền, muốn săn tìm các loại cây phong thủy để được tài lộc. Tôi cũng say mê đứng hàng giờ, mãi mê nghe các chủ vườn thao thao bất tuyệt, giải thích về dáng, thế của những cây cảnh mà tiền nhân đã dày công nghiên cứu, tưởng tượng tạo ra. Mỗi thế khác nhau của cây là một ẩn chứa một tâm tình sâu sắc, chứa đựng những chuẩn mực đạo lý làm người mà cha ông ta đã giữ gìn vun đắp và ký thác hàng ngàn năm qua. Thấy tiều phu quải tử là biểu hiện công lao trời biển của cha già, u nần, lồi lõm, sần sùi. Bốn tầng một ngọn nằm mọp xuống, chịu giải dầu, năm tháng rêu phong, để cổng cây tử trên lưng với hai tầng một ngọn. Hay thế phụ tử chi giao, thể hiện tình cha con kháng khích, có một nhánh tử ôm quyền lấy nhánh phụ đúng như tên gọi, hoặc các thế khác như huynh đệ, tỷ muội, đồng khoa. Có dáng tương tự nhưng chỉ khác về chiều cao, to nhỏ và cách uốn mô tả sự quan hệ. Thấy phận vụ thể hiện sự vui vẻ, yêu thiên nhiên qua nhánh gọn làm đầu chim. Hai ngọn tả hậu uốn xòe ra thành hình đôi cánh, đang múa, và cành dưới cùng uốn ra phía sau làm đuôi chim. Thấy hạt lập biểu hiện tính khiêm tốn, với hai nhánh giữa làm cánh và nhánh đuôi dưới, cả ba uốn cụp xuống. Nhưng ngọn trên cùng uốn vươn lên như đầu hạt ngẩng cao, rất tự tin và sẽ thành công.
thấy bạc phong hồi đầu, thân nằm nghiêng góc 60 độ, cành lá đều ngã hẳn về một phía, như bị gió thổi, tượng trưng cho chí bền vẫn không chao đảo. Thấy suy phong, ngũ nhạc, long cuốn thủy, lưỡng long tranh châu, mai nữ, long đằng, phượng vũ, vân vân và vân vân. Tôi không thể nào làm sao nhớ hết được trong một thời gian ngắn. Chỉ biết rằng nghệ thuật chơi cây cảnh cần phải hội đủ kiến thức của nhiều lĩnh vực, như thẩm mỹ, lịch sử, văn học, truyền thuyết, dân gian, thần thoại. Phải am tường cả hội họa, sáng tác, loại hình sáng tác, nội dung, tư tưởng và thể loại cây cảnh. Phải tường tận phương pháp chăm bón, uống nắng, cắt tỉa cây cảnh, tạo dáng, thế từ lúc cây còn bé. Cuối cùng là tìm chọn chậu trồng cây cho phù hợp, chậu lớn nhỏ, cao thấp và hình dáng vuông tròn, dẹp, vân vân. Có những cây cao thân to mà giá lại rẻ bèo, nhưng cũng có những cây thấp lè tè, bé tí xíu, mà mó đến thì phải tính đến vàng lượng, chứ đừng nói là phân chỉ. Có tận mục sở thị mới biết nghề chơi lan, chơi cây kiểng chẳng phải ai muốn cũng được. Ngoài sự hiểu biết, uyên thâm và lòng đam mê sâu sắc, còn phải cần đến cái tâm linh tuệ. Trong sáng, tâm ý tương thông, tâm là lòng mà ý cũng là lòng thì mới sở đắc. Hoa cũng vậy, với vẻ đẹp của màu sắc và hình dáng cùng hương thơm, hoa không bao giờ là vật vô tri vô giác, mà phải được xem là biểu trưng thanh cao của tâm hồn, tình yêu, của sự tinh khiết, hoàn mỹ. Hoa phảng phất như có hồn thơ, hồn nhạc, hồn thi ca, hoa có linh hồn. Nhưng rồi cái thích thú tìm hiểu về hoa, cây cảnh cũng không giúp tôi vơi bớt nỗi phiền lo chút nào. Đem về nằm co ro trong chiếc võng căn dưới tàn cây, phía trên mắc tạm mảnh ni lông làm mái che sương khuya, bốn bề trống hoác, thông thống gió thổi xao xác làm tôi nhớ đến vợ con vô cùng. Nỗi xót xa lẫn cô đơn gặm nhấm cõi lòng, cái lạnh châm chích thịt da, cộng với chiếc dạ dày lép kẹp khiến tôi mở mắt thao láo, đầu óc bận bịu với mớ suy nghĩ hỗn độn về cuộc đời mù mịt lẫn nỗi lo âu hiện tại. Miếng ăn cái mặt như sừng sững trước mắt, thúc hối bên lưng, văng vẳng ngoài phố nhiều tiếng xe máy gầm rú, tiếng nói cười lao xao, tất cả như xói đau vào tâm can buồn bã. Đêm dần khuya, ánh trăng thấp thoáng sau mấy tầng mây, khiến đất trời trở nên ảm đạm. Thoảng trong gió, mùi thơm ngây ngất của hương hoa cây lá rất quyến rũ. Tao bỗng lẩn thẩn với những điều huyễn hoặc không thật. Ước mơ có nàng tiên hoa nhân ái nào đó hiện ra giúp tôi qua cơn rối lòng. Bước vào ngày 29, chợ Tết công viên bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Lượng khách du xuân tăng gấp nhiều lần. Ngày này nhiều hãng sở đã nghỉ việc, mà nếu còn làm thì cũng vào lẫn quẩn một lát cho có mặt rồi lỡ lúc, chuồn. Thêm nữa, mọi nhà đã lo xong chuyện bánh mứt thịt trái, quần áo mới, sửa soạn bàn thờ, sơn quét nhà cửa. Nay còn thừa tiền họ rủ nhau đi chợ Tết, sắm thêm cây mai, cành đào, giò lan hay chậu quất, tắc, thược dược, vạn thọ. Đẩy ngày xuân trong nhà có thêm hương sắc, tài lộc. Do vậy, khu vườn hoa, cây cảnh cũng rộn ràng, tất bật. Người thưởng hoạn rất nhiều, mà kẻ đến mua mang về chân Tết cũng không ít. Các chủ nhân hàng hoa phải tăng cường thêm người. Lượng hoa và cây cảnh vơi đi thấy rõ. Tơ bận biểu tiếu tích, nhưng bù lại có được chút tiền lì xì do các ông bà chơi hoa hào phóng tặng cho. Gọi là mừng tuổi mỗi khi giúp họ bưng hoa, chuyển cây lên xe, nên nỗi âu sầu cũng vơi bớt. Tôi nhờ người quen đem nguyên số tiền kiếm được về cho vợ, để còn kịp mua sắm thêm chút quà cho các con. Tối 30 khách mua hoa vơi dần, mấy ông chủ cũng ra về chuẩn bị cúng ông bà và đón giao thừa. Họ nhờ tôi ở lại trông nom và bán giúp số cây còn lại. Tôi cẩn thận ghi chép giá cả từng chậu, từng loại. Đêm dần khuya, tĩnh lặng và êm ả. Đất trời lồng lộng như mở rộng ra, đón chào thời khắc tương thông thiêng liêng giữa tâm linh con người giao hòa với linh khí núi sông giữa đêm trừ tịch. Đường phố vắng hoe, không một bóng người, ai ai cũng đang quây quần trong khung cảnh ấm cúng của gia đình,
chờ đón năm mới. Nơi công viên vắng lặng, lạnh lẽo, chỉ còn mỗi mình tôi thui thủi với tâm trạng thương cảm tủi phận, khiến tôi không thể nào nén nổi tiếng thở dài thảm não. Nghĩ ngợi lan man rồi, mệt mỏi quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy từ những cánh hoa hương sặc hiện ra mấy nàng tiên cánh bướm tuyệt đẹp phiêu phượng, tựa sương khói, đang chấp chới khi tỏ khi mờ, bay lượn lang thang. Trong vườn bỗng xuất hiện một lão nhân bụng phệ, cốt cách thần tiên, mặt mập đỏ ao, tai dài, đầu trọc nhẵn thính, ngực đeo lủng lẳng một vòng tiền sâu đúc bằng vàng dài tử rống, tay chống trúc trượng, thong dong dạo quanh mấy cõi mai già. Trời lạnh lẽo mà lão vẫn phong phanh chiếc áo hở bụng, miệng cười toe toét. Lần bước đi đến bên cây xanh sống đời, rồi dừng lại nhìn ngắm. Mắt lão đăm đăm nhìn cây xanh không đời, nét mặt có vẻ suy nghĩ. Lát sau, lão liếc mắt nhìn về phía tôi nằm, rồi đưa cây gậy trúc khẽ gõ nhẹ vào thân cây xanh, đầu gục gật ra chiều thích thú rồi rảo bước. Bóng lão mờ nhạt dần trong màn sương đêm. Cũng vừa lúc tiếng chuông chùa ngân vang lên từ xa, báo hiệu đã đến giờ giao thừa. Sáng mùng một Tết, tôi thức giấc vào lúc hừng đông, bắt đầu làm những công việc thường nhật. Với hoàn cảnh hiện tại, tôi chẳng hề có ngày Tết. Cả buổi sáng công viên vắng vẻ, cũng phải thôi. Đầu năm ai cũng bận đi nhà thờ, đi chùa lạy Phật, xin khỏe xăm gia đạo, cầu tài lộc, rồi chúc Tết bà con nội ngoại láng giềng bạn hữu. Có rỗi thời gian đâu mà đi chơi công viên. Mãi quá trưa mới thấy lác đác vài bóng người ở mấy chỗ giải trí. Đến chiều khách bắt đầu đông dần lên. Đa số là những cặp trai gái đang yêu, hoặc các thiếu niên rủ nhau đến vui chơi là chính. Chứ chẳng có ai đi xem cây xem hoa. Thế mà không ngờ vườn cây cảnh của tôi lại có khách, mà lại là khách giàu sang xinh đẹp nữa chứ. Một chiếc ô tô bóng láng đậu xịt ngay trước lối ra vào công viên. Một người đàn ông tuổi trạc ngũ tuần, vậy vậy trong bộ veston thời trang, đi bên cạnh là một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi, váy đầm bảnh chọe, giày cao gót hàng hiệu, xách mang vai da cá sấu, cả hai mặt mày tươi vui như ngày Tết. Mà quả vậy, bởi cô gái nháy nhảnh bảo, ngày đầu năm ta vào lửa mua một chậu cây cảnh thật quạch để lấy hên phong thủy và kỷ niệm tình yêu của chúng mình đi ăn. Tôi giật thót mình ngẩn ngơ, cứ ngỡ cô bé là con gái, hóa ra lại là vợ non của một người đàn ông đã bước qua tuổi tri thiên mệnh. Ông khách âu yếm cầm tay cô gái, ngắm nhìn khắp vườn hoa, thái độ kinh kiệu rồi bật hỏi lớn. Ê, ông chủ vườn có đây không? Tôi chạy đến lên tiếng chào, ông ta hỏi tiếp. Có cây nào kha khá để tôi mua đầu năm không? Không biết thế nào là khá, khá đẹp hay khá tiền đây? Bí quá tôi trả lời ngang ngang. Thưa, ông muốn khá loại nào? Vườn ông có chậu cây cảnh nào quách nhất? Tôi nhìn quanh rồi chợt nghĩ đến cây xanh sống đời trong chiếc chậu sứ chạm trổ hoa văn đẹp đẽ, to như chiếc trống. Cây này đã có vài người đến xem qua, họ trả giá qua quýt vài ba chục, rồi nâng lên 70 đồng là hết cỡ. Thật lòng người chủ cũng muốn bán phất đi để khỏi tốn công di chuyển, đợi trón chỗ mấy cây khác, nhưng ngặt nỗi chưa đủ tiền công chi phí, chăm bón, phải chi họ trả nhít lên chừng 5 phân vàng. Khoảng 150 vào năm 1983 là ông bán ngay. Ghét thái độ phách lối của lão đàn ông hòm của mất nết, muốn chơi xỏ lão một bố thật đau cho bỏ ghét. Nghĩ vậy rồi tôi liền chỉ ngay vào cây xanh, bảo đó là của gia truyền. Ông khách bước tới gần ngắm một hồi rồi hỏi. À, cây này mang dáng gì? Thế gì vậy? Tôi tảng lời giả lả. Cây này đã sống lâu lắm rồi, gần 100 tuổi. Không kịp để tôi nói hết câu, lão ngăn ngược cắt lời rồi dở giọng khoe khoang hiểu biết, hoạch hòe. Tôi không có hỏi tuổi của nó, tôi chỉ muốn biết dáng thế của nó là gì, sông Long Tranh Châu, sông Đầu Hí Thủy hay Lưu Bình Dương Lễ. Ông chơi cây cảnh mà không biết dáng thế của cây mình uốn nắn là sao? Hay là ông muốn bảo là chả có dáng thế gì cả? Nói rồi lão cười khần khặc ra chiều đắc ý.
Tôi cay đắng vì giọng lưỡi có tiền kẻ cả. Cơn bực tức giật bùng lên. Tôi thầm nghĩ có phải cây cảnh gì của mình đâu mà lo bán được hay không bán được. Phải cho lão già hộm mình hộm của đáng ghét này biết tay mới hạ giận. Nghĩ rồi tôi mỉm cười ra vẻ khinh khỉnh coi thường, lạnh nhạt trả lời. Phong lưu tài tử cũng lắm thứ hạng. Có người chân tài nhưng cũng có lắm kẻ học đòi. Ai là người uyên bác, thâm nho, trành điển tích và có con mắt tên đời đều hiểu rằng đây là một cái thế độc đáo vô song của câu chuyện tình nổi tiếng kim cựu của vua Đường Minh Hoàng với ái thiếp Dương Quý Phi. Đúng quá, tôi nói liều vang đại chứ cây cành lá mọc lung tung, có ra dáng nào thế nào đâu. Vậy mà khi nghe tôi bốc phét, lão già lúng túng đâm hoảng, còn cô gái thì tròn xoe đôi mắt nhìn tôi khâm phục. Nàng ngây thơ hỏi, ông có thể giải thích rõ thêm được không? Tôi thật lòng muốn ông chồng mua tặng một cây kiện có giá trị về tầm vóc và ý nghĩa để đặt trước tiền sảnh ngôi biệt thự vừa mới xây xong. Tôi thấy thương hại và tội nghiệp trước lời cô gái thổ lộ. Nghe lời nói có thể đoán ra được đôi điều uẩn khúc trong cuộc tình vợ chồng mà tuổi tác quá chênh lệch nhau như cha con. Tôi nhẹ nhàng gật đầu chỉ tay vào cây xanh và phỉa ra theo trí tưởng tượng. Tàn lá phủ rộng có nhiều dây rễ của hai cây xanh bò lòng thòng bao quanh như một cánh rèm thưa là biểu hiện của cung trường sinh. Thay tân cây, một lớn một nhỏ, một thẳng một mềm mại uốn éo quấn quýt ôm nhau vươn lên, như là hình ảnh của nhà vua và quý phi trong cơn ái ân khoan lạc. Trên chóp ngọn có những nhánh cây đang xen vào nhau, xoay tròn như một chiếc dĩa, đó là tượng trưng cho vầng trăng đêm thất tịch. Dưới gốc cây, trời phát triển mọc tự nhiên cũng có, mà cái chính là do con mắt nghệ thuật và bàn tay tài hoa của nghệ nhân cắt tỉa, uốn nắn, cao thấp lồi lõm, như là biểu tượng rối ren của chiến tranh và phong bão ba đào của cuộc tình. Tôi dừng lại một giây để quan sát nét mặt hai người khách và tôi biết mua hay không là do chính người đàn bà trẻ này quyết định, chứ không phải là lão nhà giàu khó ưa. Trong lòng chợt dấy lên quyết tâm phải bán cho kỳ được cây xanh này để cho lão già hộm hỉnh một bài học nhớ đời. Rồi chưa kịp mở lời thì cô gái đã thúc giục tiếp tục câu chuyện kể dở dang. Tôi nói, cây thế à, của cây xanh sống đời tự nó đã có ý nghĩa như cái tên mà người đời đã đặt. Lại nữa, thêm vào câu chuyện tình ly kỳ và lời nguyện truyền đời của vua Đường Minh Hoàng với ái phi Dương Ngọc Hoàng trong đêm thất tịch giữa cung điện Trường Sinh, đã làm hàng triệu con tim chung tình phải ngẩn ngơ rơi lệ. Lời nguyện đó như thế nào hả ông? Cô gái nông nóng hỏi dồn. Lời nguyện bất hủ để nói lên tình yêu thủy chung là tại thiên nguyện tác tị dực điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi. Nghĩa là trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Đó là ý nghĩa cái dáng thấy sâu sắc nhất của cây xanh này. Dứt lời tôi thấy vẻ xúc động ngập tràn khóe mắt cô gái. Nàng lay lay cánh tay người đàn ông nũng nịu. Tuyệt quá, mình mua cây này anh nhé. Trong lúc ấy cái mặt của lão già thộn ra trông đến tội nghiệp. Rồi như khoái quá lão hùa theo vỗ tay đánh đét một tiếng rõ to và nói lớn vẻ hả hê. Ồ, quả thế, người trần mắt thịt đã có mấy ai nhận ra được cái thâm thúy cao diệu đến mê ly của mối tình lừng danh kim cẩu này. Nhìn hai người tôi biết mình đã chiến thắng. Người khách quay qua tôi hỏi, ông định bán cây này bao nhiêu? Tôi nấn thinh, đầu óc suy nghĩ thật nhanh. Cá đã thấy mồi ngon nhưng phải cần lựa cho nó cắn câu rồi mới giật cần đúng lúc thì ăn chắc. Tôi trả lời thông thả. Ngày chơi lắm công phu, ông đã yêu thích thì cũng hiểu. Trồng, chăm sóc và uốn nắn cây cảnh cốt là để thưởng thức, chứ không phải để làm kinh tế. Tuy nhiên, nếu gặp được người tri âm tri kỷ, thì cũng có thể chia sẻ cho nhau chút lòng tương kiến. Nghe tôi nhẫn nha nói lão có vẻ sốt ruột. Ông đã nói hiểu nhau hợp nhau, vậy đầu năm mở hàng, tôi nói thẳng một lời dứt khoát, không kỳ kèo thêm bớt gì cả. Hai cây được không? Tôi nghe đầu óc mình lùng bùng, cứ ngỡ là mê. Hai cây vàng tức gần 6.000 đồng. Một gia tài không nhỏ cho một kẻ mới ở tù về. Không nghề nghiệp, không vốn liếng tiền bạc như tôi. Thấy tôi im lặng, ông ta nói thêm. Nếu đồng ý tôi chồng tiền và chở ngay bây giờ. Còn gì hơn nữa, tuy nhiên tôi vẫn cố gắng kiềm chế, không để lộ ra sơ hở, nên từ tốn gật nhẹ đầu. Cô gái trẻ treo lên mừng rỡ. Trong lúc ông chồng già hâm hở ra xe mang vào số tiền tương đương với hai cây vàng,
Bà hẹn nửa giờ sau sẽ cho xe vận tải và người nhà đến chở chậu cây cảnh. Cầm gói tiền trên tay, tôi thấy lòng mình sung sướng đến tê dại. Niềm vui đầu xuân bất ngờ và to lớn quá. Nhìn cây xanh, bất giác tôi chợt nhớ lại giấc mơ kỳ lạ. Thì ra thần tài đối thương hoàn cảnh khốn khổ của gia đình tôi mà hiện thân báo trước và giúp đỡ. Sau hội xuân, vợ chồng tôi tìm mua mấy món quà, mang biếu người bạn học và bỏ phong bì 500 đồng biếu riêng sơn. Người đã có công giúp đỡ tôi việc làm để may mắn có được tài lộc đầu năm. Ngồi nhâm nhi chúc rượu mừng xuân trễ với hai bạn, tôi lần lượt kể hết tình tiết sự việc rồi kết luận. Lộc bất tận hưởng, tất cả sơ duyên đều do chú Sơn mà có, nên tôi mang biếu chú chúc đỉnh tiêu vặt. Nhưng Sơn cương quyết từ chối, chú nói, không làm mà được hưởng, không phí công mà được tiền, điều đó tất nhiên chẳng mấy tốt. Giả lại mình là anh em bằng hữu, vậy càng không nên vô công thọ lộc. Nghe Sơn nói tôi thật sự cảm động, cũng như hôm trước cầm mấy chỉ vàng, tiền bán cây xanh đưa cho người chủ nhưng ông nhất định nhận đúng 5 phần, y theo lời đã dặn tôi. Thế mới hay, những con người có cùng một hoàn cảnh nghèo khó, thường thông cảm và xử sự với nhau bằng tấm lòng tốt. Tôi tâm sự, bỗng dưng có được đống tiền lớn trong hoàn cảnh cơ cực, túng bấn, làm sao tôi không mừng cho được. Tuy nhiên nghĩ lại cũng có phần áy náy trong lòng, thấy tội nghiệp lão ấy. Sơn hỏi vặn, anh tội nghiệp lão ta về chuyện gì? Tôi thở dài, thầy cái cây chỉ đáng giá có 5 phân mà lão phải tốn. Sơn bật cười to ngắt ngang lời tôi. Ha, khỏi bận tâm đi anh, lão ta chẳng tốn một xu một cắc quái nào đâu, tiền chùa đấy mà. Tiên xa, lê luyến. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.